Rồi mình chào các bạn ha. Hôm nay thì mình về rất nhiều bình xăng con và những cái mặt hàng khác. Anh em xem, anh em tham khảo. Những mặt hàng nào anh em xem được giá thì anh em mình mua. Còn như nếu anh em xem không được giá thì anh em mình xem tham khảo thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từng sản phẩm, xong rồi mình sẽ báo giá cho anh em mình tham khảo. Mình sẽ giới thiệu là từng sản phẩm của mình có tại nơi đây. Tại nay mình về rất nhiều bình xăng và rất nhiều các món khác ha. Anh em mình có xem video á, có việc đăng ký kênh để khi ra video mới là anh em mình nhận thông báo, để anh em mình chọn những cái mặt hàng mà anh em mình ưa thích. Vì những cái có cái mặt hàng sẽ rất ít, còn những cái thì nó sẽ rất nhiều, nên mình đăng ký kênh để khi ra video mới là mình sẽ vô video mình xem liền. Đăng ký kênh cũng không có tốn tiền gì hết trơn ha. Rồi bây giờ sẽ đi một vòng và giới thiệu từng sản phẩm cho anh em mình xem. Thì trên đây có và ở dưới đây cũng có nè. Rồi giờ mình sẽ cầm camera là mình giới thiệu từng sản phẩm cho anh em mình biết ha. Đây là giải này nè, giải này nè, đây là giải giải đầu tiên là quay quay RS 100. Những dòng này gắn phổ thông cho rất nhiều đời xe. Rồi giải kế tiếp nó có cái ống đồng lú lên nè, đó là quay 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 A đời cao. Rồi giải kế bên có cái đây nè, là dòng này là Superim đời cao. Rồi giải kế bên nữa, đây là quay S110. Rồi kế bên nữa là đời Rim Thái 125. Rồi kế bên nữa là Sirius. Rồi kế bên nữa là có hai bình phu mập và một bình quay A110. Còn bốn bình này là mình thanh lý 5 bình. 5 bình thanh lý là 300 ngàn bình. Bình này là riêng toàn bộ, chỉ thay trái ga cốt 1. Đây có ECFI, EC này thì rất phổ thông. Buri Chabion. Cục này là cục mở khóa xăng tự động bằng điện, khi mở khóa lên thì nó tự bơm, khi mình chạy mình tắt máy thì nó sẽ tự tự ngắt. Mạch chuyển điện AC lên DC gắn đèn LED, có bi bạc đạn chống nước. Còn ở dưới đây thì rất nhiều cổ bô. Những dòng này là mình mới đặt thử, mà mỗi loại xe mình đặt có một hai cái thôi, là tất cả đời xe luôn. Như đây là của tất cả đời xe, là Honda nè, là Suzuki nè, là Yamaha, là mỗi loại xe là mình đặt một bô, một coi hai coi thôi. Đây là inox là 304, cho nên 304 thì giá nó sẽ hơi hơi cao, nhưng mà được cái là anh em mình xài xài bền. Đây thì có phuộc phuộc sau quay trăm quan trăm và cặp phuộc Sirius đùm và đĩa mình xăng cũng còn đây nè. Rồi sạc thì mình FI mình lấy gì nhiều lắm, củ đề đó, đó còn hai thùng mà mình mới mới lấy mới có nửa thùng, còn hai thùng rồi. Rồi giờ mình sẽ báo giá từng sản phẩm anh em mình tham khảo ha, được món nào thì anh em mình cứ alo cho mình. Rồi đầu đầu tiên là Buri. Buri này, Buri Chavion mình bán cũng rất nhiều rồi, mình bán những mặt hàng Buri này bán cũng cũng chạy ha, xài rất là bền nên anh em mình tin tưởng ha. Buri này là Buri của Chavion, Buri là Mỹ, sản xuất tại Indonesia. Công ty Charbion này là công ty đầu tiên mà sản xuất buri để dành cho máy bay chạy, cho nên bên công ty này sản xuất ra buri cho xe máy là rất là bền ha. Dòng này là mình sẽ có 3 loại, một là của đời rim quay nhỏ, hai là của chân dài bình xăng cơ, ba là chân dài của FI. Thì mình là đây là 80 ngàn, 90 ngàn, 100 ngàn, FI là 100 ngàn á. Còn cốc này là cốc mở khóa xăng tự động, anh em lắp được hầu hết tất cả các đời xe Honda, Yamaha, Suzuki, bất cứ là xe chạy bình xăng cơ là đều lắp được hết, rất là dễ dễ lắp. Trong đây nó có hai cái cộng điện để bắt vô sau ổ khóa, khi mình mở khóa lên thì xăng nó sẽ tự chảy ra, khi mình ngừng lại mình tắt máy thì xăng nó tự đóng lại, cho nên loại này anh em mình rất là tiện, lắp đặt thì rất là dễ, cũng như lọc xăng thôi. Cũng như anh em coi cái này như lọc xăng đi, đầu này xăng vô, đầu này xăng ra, còn anh cho anh em cho ra vô đầu này thì ra đầu này,
Thì nó rất là đơn giản, không có khó gì, anh em lắp đặt á. 230 ngàn một cục. Sạc. Sạc là mình có sạc FI và sạc xe số IC81. Sạc FI thì anh em mình xe anh em mình bị chết sạc, anh em thấy cái rác như vậy thì anh em mình cứ điện alo mình mua cục 500 ngàn. Còn nếu anh em không muốn xài hàng rã xe thì anh em mình mua cục mới chỗ hãng mua. Rồi đây là sạc này xe số dòng quay quay alpha 100 ngàn cục. Cục này là của VS110 với Sirius xài chung. 100 ngàn cục luôn. Rồi đây là bình xăng con. Bình xăng con thì cái giải ngoài là quay RS100 400 ngàn. Loại này thì anh em mình lắp rất là phổ thông cho những dòng xe 100cc. Những dòng này chạy rất tiết kiệm xăng ha. Là anh em gắn được cho quay alpha nè, quay xương cá nè, quay A nè, quay S nè, quay RS nè, quay RSX, anh em đều gắn chung hết. Rất là dễ gắn, 400 ngàn một bình. Kế tiếp là bình quay A đời cao. Quay A đời cao là từ 2015 trở lên á. Quay này thì anh em mình gắn cũng rất phổ thông, chạy rất là tiết kiệm xăng. Là như là anh em gắn được cho là quay alpha, quay A, quay xương cá, quay S, quay RS, quay RSX đều gắn chung được hết. Quay rim Trung Quốc đều gắn ok. Dòng này cũng vậy, 530 ngàn bình. Rồi tới cái bên là Super Rim đời cao. Super Rim đời cao đây nè, anh em mình gắn cũng rất phổ thông cho tất cả các đời xe rim. Từ rim đời đầu, rim đời sau, như Super Rim, rim Thái, anh em mình gắn được là ok. Dòng này có qua cái gió thì anh em mình chạy garanti rất là nhuyễn. 530 ngàn bình. Ở lộn, 550 ngàn bình. Rồi dòng này là dòng quay ớt 110. Thì anh em mình có thể gắn cho được các dòng như là quay ớt, quay RS, quay RSX 110, gắn vô là đều ok, 500 ngàn bình. Rồi đầu rim Thái, qua bên kia đi. Rồi đây là đầu rim Thái. Đầu rim Thái 125. Bán cái giải này là mình bán 600 ngàn. Còn bên đây nó sót hai bình mới nè, còn mới mà bán 700. Còn đây là bình Sirius. Sirius mình bán cho anh em mình là 500 ngàn bình. Có hai bình phu mập 900 ngàn bình. Bình quay A 110, bình này 600 ngàn bình. Và mình thanh lý có hai bình quay rỡ Thái 100 và hai bình quay A lốc đen lốc trắng và một bình đầu đinh Thái. Loại này mình tha trái kết một, thanh lý là 300 ngàn bình. Rồi xuống dưới đây là những dòng cổ bô cho tất cả các dòng xe Honda, Suzuki, Yamaha, từ dòng xe số đến dòng xe tay ga. Bây giờ mình sẽ bắt từ đây qua. Đây là cổ bô Asilo. Và đây là cổ bô Revo. Và cổ bô Viva. Cổ bô No 4. Cổ bô No 5. Cổ đô Tanut. Cổ đô Janus. Janus là của Taiga. Cổ bô Luvia. Cổ bô Novo X. Cổ bô Jupiter FI. Jupiter bình xăng cơ. Xi dòi FCT 135, FCT 150, FCT 155. Rồi tới đây là của dòng Honda. Honda thì quay thì em quay nhỏ với quay bụng em tạm hết. Có đờ rim. Quay A110, RSX 100, RSX 110. Quay 110. RSX FI full led full mập 105, AB 105, AB 110, Vario, Vision, Vin, SH. Và đây em có còn 3 cặp phuộc sau riêng rã xe của dòng quay quay 100, 400 ngàn cặp. Và đây là của Sirius. Đùm nhà chú rút đĩa 400 ngàn cặp. Củ đề
cụ đề 300.000 cục, rửa ra nó sẽ mới tinh như 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 cái đó đó. Này là em chưa vệ sinh, mới tháo xe xuống chưa có không có rửa. Còn đây còn rất nhiều bình xăng con đó, còn hai thùng bình xăng con nữa kìa, vừa lấy ra hết ha. Rồi thôi, video lâu dài rồi ha, đến đây kết thúc, chào tạm biệt.